Xin chào anh em nhé. Xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại tư vấn của bên mình là 0905 958889. Hiếu ơi, vào đẩy cái xe tiến lên cho chú tí. Hôm nay thì bên mình về một chiếc Kawasaki Ninja 300. Phiên bản này là biển Hà Nội, chính chủ biển Hà Nội, đăng ký năm 2016. Xe này thì là bản đặc biệt nhé, đời 2015, đăng ký 2016. Đây, biển kiểm soát là 29A103116. Xe đời 2015 màu xanh đấy, màu xanh coban đấy, là bản đặc biệt, bản kỷ niệm đấy của Kawasaki Ninja 300, và đăng ký lần đầu tại Hà Nội năm 2016. Hiện tại thì con này lên bộ tem của con ZX10R hay gì đó thì mình cũng không rõ lắm. Thế nhưng mà đầu xe thì đã lên ZX10R nhá. Đây, rất là đẹp. Đầu xe thì lên cái form của ZX10R rồi, rất là đẹp luôn. Form đầu rất đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Đấy. Xe thì đầy đủ hai chìa khóa zin. Một chìa khóa thì vẫn chưa sử dụng luôn. Đây, chìa khóa này chưa sử dụng luôn nhá. Chìa khóa zin đấy nhá, chứ không phải là chìa khóa đánh đâu ạ. Cả hai chìa khóa đều zin. Xe chạy chuẩn 2.8 thì phải. 2.8129 cây số, chuẩn cây số nhá. Cam kết với anh em là chuẩn cây số. Xe thì những cái phần mà lên thì nó sẽ là đầu ZX10R này, Boa Aquaponics phun cổ bầu hơi này. Đấy, Boa Aqua loại rep 1/1 thôi nhá, chứ không phải loại xịn đâu. Mà về thì mình đã thay đôi lốp rồi, vì đôi lốp của xe 2.8 xấu lắm rồi, rất xấu luôn, cho nên là phải thay luôn. Đây, lốp là mới cứng nhá, thay đôi lốp mới cứng cho bạn các bạn luôn này. Đây, đằng trước đây, bởi vì lốp xe zin theo xe thì là con này là Michelin Road 3, thì khi mà về thì cái bộ lốp nó đã rất là mòn rồi, không thể nào mà sử dụng thêm được, nó không đủ độ an toàn. Thế nên là bọn mình đã thay rồi nhá. Còn tất cả mọi thứ đều zin, có che cái nước của chính hãng Kawasaki nhá. Đấy, che cái nước chính hãng. Cam kết với anh em là xe máy móc zin và cực kỳ êm ái, không có đâm đổ phá quyệt gì cả. Tem phía bên trong, nếu mà anh em mà không thích cái tem này thì bóc ra thì ở trong là tem ở trong vẫn còn nhá, đầy đủ tem bên trong. Đấy, rồi đi vào cái chi tiết luôn. Tay nắm đã được thay tay nắm cái gì đó thì mình cũng không rõ luôn. Thế nhưng đại loại cầm nắm rất là nhẹ nhàng, cái tay nắm nhỏ thì cầm nó rất là dễ ôm tay và nó dễ lái hơn. Đấy, tay lái đẹp này, tất cả mọi thứ đều đẹp này. Zin nguyên bản, cổ phốt này nhá, cổ phốt này, chỉnh chọt các thứ đầy đủ hết cho anh em rồi, dầu mỡ mới. Đấy, cổ phốt rất là chuẩn đẹp. Đây, chảng ba, cam kết không đâm đổ va quệt, không có ngập nước gì cả nhá, máy móc là êm zin tuyệt đối. Phần phía dưới luôn cho anh em cùng nhìn. Đây, không xì dầu xì nhớt bất kể một chỗ nào nhá. Đây, đĩa phanh đây, vòng độc ABS đầy đủ, không thiếu cái gì cả. Vành bánh đẹp. Con này nhìn ngoài nó dữ dội hơn bởi vì nó lên được cái đầu của ZX10R, nhìn rất là đẹp, rất là khỏe xe luôn. Gương zin còn nguyên này. Đấy, bên này nhá, đây ốc trục đây, và lốp lát cùng với cả vành bánh là không có xước sát gì cả. Phía trong đã được vệ sinh đầy đủ sạch sẽ hết rồi, ủ dầu anh em về chạy xong rồi rửa đi thì nó sạch là nó bóng cống cửa luôn. Sơn nhám, nhựa nhám là còn không có xước gì cả, không gãy lẫy phát gì hết nhá. Nhựa nhám là đẹp này, nhựa nhám rất là đẹp. Đây, những cái phần của chảng ba anh em nhìn kỹ nhá, đó, rất là đẹp. Phía trên này nhá, đây phần của nắp bình xăng này. Sang đây cho anh em nhìn luôn cái của cục máy. Đây anh em nhìn nhá, đấy ốc này, ốc nhái này, cục máy cam kết với anh em nguyên zin 100% luôn. Bưởng điện này, đây, ốc tiếp các thứ là nguyên zin theo xe. Để chân để trước này, không có gãy đổ này, không va chạm này, không đổ ngã này. Để chân sau này, không gãy đổ, không va chạm, không đổ ngã nhá. Đấy, khung thân đẹp, sơn zin, cam kết sơn zin 100%. Sơn zin 100% luôn, yên áo đẹp này, tăng đét cái yên đằng sau làm là gồ lên tế cho nó êm rồi này. Đấy, chủ xe đã làm để cho nó êm. Tem vẫn còn đấy nhá, tem đằng sau đấy vẫn còn đây, dán lên trên thôi.
đuôi xe là zin, đuôi xe zin, tem đuôi xe này, rồi xi nhan là zin 100%, không có độ chế gì vào phần đuôi cả. Đây anh em nhìn này, thụt sau này, tất cả các cái chi tiết đều còn rất là mới. Bộ nhông xích mới nhá, bộ nhông xích mới nhá, bộ nhông xích này là chủ xe thay chứ không phải mình. Bộ nhông xích mới, càng xe đẹp luôn này, càng xe rất là đẹp này. Đấy, ốc trục này, đây lốp sau và vành bánh sau đẹp đến mức độ như thế này, một con xe quá là hoàn hảo luôn, đang ở trong tình trạng hoàn hảo nhất luôn. Đây phía bên này đĩa phanh này cùng với ốc trục này, anh em nhìn ốc trục này, đấy đĩa phanh này nhá, vành bánh đẹp, không xước sát, không nứt vỡ, không bất kể một cái gì cả, đang trong tình trạng hoàn hảo nhất. Boa Rep 11 nghe tiếng rất là trầm thôi, nhẹ nhàng chứ không gắt gỏng gì đâu nhá, rất là trầm ấm. Bình dầu bình riết, để chân này, để chân này, đấy. Đấy, càng để chân này và cái để chân sau này, còn đây là để chân đằng trước, anh em nhìn luôn, không gãy vỡ đổ ngã gì hết nhá. Đây con ốc này, con ốc treo này, đấy. Vuông thành sắc cạnh nhá, không động chạm bất kể cái gì cả, đến ốc côn cũng zin luôn, càng côn luôn, anh em cùng thảm theo xem. Đây anh em nhìn cái phần phớt của hơi nhá, đấy, gioăng hơi đẹp, cam kết với anh em xe cực kỳ là tròn vành tròn vẻ, đến mức độ là chìa khóa zin cũng còn chưa sử dụng luôn, chính chủ một chủ sử dụng từ mới luôn, một chủ sử dụng từ mới. Đây mình quay ra xa để anh em cùng nhìn, anh em có thể đến cái địa chỉ cửa hàng là xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm để xem cái sản phẩm này. Số điện thoại của mình là 0905 958889. Và cái giá của cái con Ninja 300 đăng ký 2016 biển Hà Nội này nó lại rất là hợp lý trong thời điểm hiện tại. Mình đảm bảo với anh em là giá cả cực kỳ cạnh tranh và chất lượng cực kỳ tốt luôn. Con xe Kawasaki Ninja 300 này đang có giá là 61,5 triệu nha anh em nhé. Giá chính xác là 61,5 triệu. Cam kết xe máy móc zin, khung thân zin, không đâm va đổ ngã, không ngập nước. Pháp lý chính chủ một chủ sử dụng từ mới luôn. Giá là 61,5 triệu, chưa bao gồm các chi phí sang tên và chi phí vận chuyển. Mong em lưu ý cho mình phần đó nhé. Rồi thế mình xin dừng video. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.